anh chị em có muốn có những cái tính năng này không? Đấy, sạc đấy. Tức là cái sạc sạc điện thoại xe này sẽ thay cho cái sạc không dây. Thì anh chị em có đi đâu mà hết pin, quên hết pin, thì với một cái máy bây giờ đa phần là thiết kế dung lượng pin nó lớn đấy, và tất cả đều có hỗ trợ sạc không dây, thì người ta tích hợp luôn cái sạc chức năng là sạc ngược. Đây, bây giờ mình sẽ cho anh em xem. Đâu, cho anh xem bật cái chức năng lên nhiều nhá, đây nhá. Vào đây, anh em vào phần setting của máy. Sau đó phần tìm phần battery này. Sau đó battery đây. Xong tìm cái chức năng là sạc, hỗ trợ sạc không dây. Thì đấy, đó của đấy ở dưới này sẽ báo là, tức là để hạn mức ấy, hạn mức ở dưới 30% nó sẽ không cho sạc nữa, để cho máy lại còn dùng nữa. Tức là trên 30% trở lên là sẽ sạc ok đây. Để tôi bật lên nhá. Bật lên nốt tính năng nghe NFC. Và bên ngoài này, bật chức năng nghe NFC lên. Nào, úp hai lưng vào nhau.